thực hư chuyện bác sĩ ở Bình Dương không kiềm chế được, làm bậy với cô gái đi đặt vòng tránh thai. Trước đó, Công an thị xã Thuận An nhận được công văn của công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo về việc đề nghị kết luận điều tra tin báo nữ bệnh nhân tố bác sĩ hiếp dâm tại phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo, tọa lạc tại khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Liên quan đến vụ việc này, trước đó chị N cũng đã gửi đơn đến Sở Y tế Bình Dương tố cáo hành vi của bác sĩ làm việc tại phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo. Theo đơn tố cáo của chị N, khoảng 6 giờ 30 ngày 9 tháng 5, chị đến phòng khám đa khoa để đặt vòng tránh thai. Chị N được hướng dẫn đến phòng số 2 gặp bác sĩ Y Thuyền. Sau khi đặt vòng xong, chị N thấy đau bụng nên được nhân viên y tế hướng dẫn gặp bác sĩ để kiểm tra lại. Chị N quay lại phòng số 2. Lúc này nhân viên y tế nữ đã ra ngoài đi ăn cơm, chỉ còn lại bác sĩ và chị. Lúc này, bác sĩ yêu cầu chị nằm lên giường bệnh ở phòng ngoài, chờ khoảng 30 phút xem có hết đau hay không. Được khoảng 15 phút sau, bác sĩ này kêu chị N vào phòng bên trong, nằm lên băng ca chuyên dụng dùng cho khám phụ khoa để kiểm tra lại. Lúc đầu bác sĩ ngồi để khám, sau đó bác sĩ đứng dậy, kêu chị nằm tụt xuống phía dưới băng ca thêm một chút nữa, rồi bác sĩ đứng sát vào người chị. Trong lúc đó, bác sĩ đặt tay vào chỗ chị kêu đau xoa xoa. Do đau quá, chị cứ tưởng bác sĩ cho tay vào chỗ kín để khám, miệng bác sĩ thì liên tục hỏi quan hệ vợ chồng. Thấy nghi ngờ, chị ngóc đầu dậy thì nhìn thấy bác sĩ đang cho của quý vào chỗ kín của mình. Khi phát hiện bác sĩ có hành vi đồi bại với mình, chị N đập mạnh nhiều nhát vào người bác sĩ rồi ôm quần bỏ chạy ra ngoài kêu cứu và gọi điện phản ánh với những người trực bên trong bệnh viện. Trong lúc chị kêu cứu, bác sĩ này nói bình tĩnh đừng kêu la, mọi người đi ăn cơm hết rồi. Sau khi phản ánh với những người bên trong bệnh viện, chị N quay lại chửi bác sĩ vài câu rồi lấy quần áo ra về. Anh CDH, 30 tuổi, chồng chị N cho biết, khi về nhà thấy chị N rất buồn và hoang mang. Khi anh Hát hỏi thì chị N cho biết đã bị bác sĩ hiếp dâm, rồi chị N khóc. Ngay sau đó, anh Hát chở chị N quay lại phòng khám. Khi chị N chỉ đúng mặt bác sĩ, anh Hát hỏi, ông vừa khám cho vợ tôi phải không? Bác sĩ trả lời đúng, thì anh Hát lao vào đấm đá bác sĩ này, khiến bảo vệ phòng khám phải can thiệp. Sau đó, phòng khám cử người đại diện làm việc và ghi nhận phản ánh của vợ chồng chị N, nhưng không ghi biên bản khiến vợ chồng anh chị bức xúc. Tuy nhiên qua điều tra, không có căn cứ xác định bác sĩ Y Thuyên thực hiện hành vi xâm hại tình dục chị N, 29 tuổi, ngụ Gia Lai, tạm trú phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, như thông tin đã đưa những ngày qua gây hoang mang cho người dân. Do vậy, chiều ngày 26 tháng 7, Công an thị xã Thuận An đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo trên.